Ở hai bên táp bi cửa thì chúng ta sẽ có màn hình, và đây chính là màn hình gương chiếu hậu luôn. Cái massage ở chiếc xe này nó lại theo cái thiên hướng gọi là nhẹ nhàng uyển chuyển, chứ nó không dùng những cái con lăn nó dội. Chào các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại gian hàng của Kia tại Singapore Motor Show năm 2024. Và điều mà mình thấy đáng chú ý nhất ở đây đó chính là tất cả những mẫu xe được trưng bày đều là những mẫu xe EV, là những mẫu xe điện. Và trong đó thì có một mẫu xe rất hot tại thị trường Việt Nam, đó chính là chiếc Kia Captivo, nhưng mà phiên bản hybrid. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tham quan nhanh một vòng những mẫu xe điện và những mẫu xe hybrid của Kia. Đây là chiếc EV6. Cái kiểu tương lai của những mẫu xe Kia ấy, nó không bị tương lai hóa quá, mà nó vẫn có những cái đường nét quen thuộc của những mẫu ô tô truyền thống. Nhưng đan xen vào đó là những cái thiết kế hiện đại, những cái phần trang bị mà để lại chúng ta rất nhiều những cái ấn tượng. Ví dụ như cái phần đuôi xe, các bạn có thể thấy ở đây, cái phần đèn hậu phía sau thì được làm một cái giải nối liền, và nó cũng là một cái phần cánh gió thứ hai sau cái phần cánh gió bên trên kia. Và những cái phần hốc hóp vào như thế này ở cái vị trí đèn, nó tạo ra một cái cảm giác rất là tương lai, và cái đuôi xe nó được mở rộng ra nhiều hơn so với cả những cái mẫu xe truyền thống. Rồi chúng ta sẽ cùng quay sang mẫu xe mà mình muốn chia sẻ và muốn khám phá nhất với quý các bạn, đó chính là EV9, một mẫu xe thuần điện vừa mới được giới thiệu cách đây không lâu của Kia trên thị trường thế giới, và hôm nay tại Singapore Motor Show thì được trưng bày tại đây. Thông tin đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là Kia EV9 thì đã giành được giải thưởng xe đa dụng tốt nhất tại Bắc Mỹ năm 2024. Và đây là lần thứ 3 trong vòng 5 năm thì ban giám khảo của thị trường Mỹ đã lựa chọn cho chiếc những mẫu xe điện, và trong đó là chiếc EV9 này. Tại thị trường Mỹ thì chiếc xe EV9 này có mức giá bán khởi điểm từ 54.900 USD, và phạm vi hoạt động tối đa ước tính đạt được của mẫu xe này là 490 km. Thì với cái phần đầu xe bề thế dày và tương lai như thế này ấy, thì mình thấy EV9 là một chiếc xe để lại được cho chúng ta cái sự ấn tượng nhất định, bởi vì với những cái đường cắt thẳng đứng và những cái đường các cái nếp gấp ấy, nó tối ưu lại cho cái phần thiết kế, thì chiếc EV9 này là một cái chiếc xe mà đạt được cái tỷ lệ thiết kế phù hợp với cái gu thẩm mỹ cũng như là cái thị trường. Đầu tiên chúng ta phải nhắc tới đó, thị trường Mỹ, nó tạo ra được một cái sự hầm hố, vuông vức và nam tính. Và mình tin rằng là với chiếc EV9 này khi mà về thị trường Việt Nam thì sẽ có rất nhiều ông chủ thế hệ mới sẽ rất thích, bởi vì nó có một cái đường nét, cái tổng thể tương lai hóa, cũng như là những cái chi tiết ở trên xe tạo ra được cái sự ấn tượng riêng. Ví dụ như là ở cái phần la răng này, các bạn nhìn này, phần la răng của EV9 này đẹp không ạ? Bộ la răng được thiết kế 19 inch và thông số lốp là 225/60. Đây, các bạn có thể nhìn một vòng từ cái phần vòm bánh xe phía trước, ốp ba bô lê và ra cái bánh xe phía sau. Bánh xe phía sau kích thước cũng là 225/60R19, và cái kiểu thiết kế như thế này phải nói là Kia đang làm rất tốt. Tương lai hóa một mẫu xe nhưng mà theo cái thiên hướng không quá khác biệt, mà nó tạo ra được cái sự hầm hố, khỏe khoắn hơn cho một mẫu xe đến từ Hàn Quốc. Những cái đường gân được kết nối lên thân xe tạo ra các cái mảng khối rất là cứng, rắn, đàn ông. Với cái phần đèn pha được thiết kế những cái beam LED chạy dọc thẳng đứng như thế này, nếu như quan sát kỹ thì nhiều người sẽ phát hiện ra được những cái điểm khác biệt tạo ra sự ấn tượng. Nhưng mà nếu mà chỉ nhìn thoáng qua thôi thì mình tin các bạn phần nào đó sẽ nghĩ tới những cái mẫu xe ví dụ như là Escalade đó, những cái mẫu xe mà được thiết kế cái đèn pha được đặt dọc như thế này, và cái đèn LED định vị ban ngày là hình chữ L với cái phần đầu được vuốt sâu xuống cái vị trí tai xe phía trước. Rất đẹp, phải nói là rất ấn tượng với chiếc EV9. Và một cái chi tiết cũng rất đáng để chúng ta chú ý tới, nó tạo ra một cái thiết kế khác biệt, đó chính là cái phần gương. Phần gương chiếu hậu thì
ở trên EV9 đã không còn là gương bình thường nữa rồi, mà sẽ được thay vào đó là một cái camera. Và ở phía dưới thì vẫn có camera 360. Phía dưới vẫn có camera 360. Tay nắm cửa thì được thiết kế dạng khi chúng ta ấn khóa thì nó sẽ tự khép vào bên trong cửa để tạo ra được cái tính khí động học tốt hơn. Cái kiểu thiết kế phần đầu xe, phần thân thì đã chúng ta có thể là đã quen một phần với những cái mẫu xe như là Seltos tại thị trường Việt Nam rồi. Nhưng mà ở trên EV9 thì nó là một cái độ hoàn thiện cũng như là cái độ trau chuốt nó được tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt khi mà tiến xuống cái phần đuôi xe phía sau thì các bạn có thể thấy được nhé, cái kiểu thiết kế này nó được áp dụng rất nhiều những cái yếu tố tương lai vào đây. Và nếu chúng ta nhìn xem những cái bộ phim robot thế hệ mới thì các bạn sẽ thấy là những cái đường cắt thẳng như thế này ở phần đuôi xe, rồi những cái phần đèn hậu và những cái phần ba sốc phía dưới thì đều được làm theo cái hướng là robot hóa. Rồi, ta sẽ cùng quan sát một chút về cái cốp xe, không gian để đồ, cốp điện. Nếu mà khi chúng ta sử dụng full cả ba hàng ghế thì phần cốp phía sau của chiếc xe này vẫn có thể để được những cái đồ dùng để đi trong những cái hành trình dài. Xe này thì không có lốp dự phòng mà sẽ có một cái bình ở đây để chúng ta bơm và bơm keo bên trong lốp để bít vào cái chỗ mà bị thủng. Và đây các bạn thấy này, những cái phụ tùng phụ kiện các thứ theo xe thì cũng đều chung của Hyundai và của Kia hết. Vị trí phía sau này thì chúng ta có cả cổng sạc điện 250V. Đây, cổng sạc điện 250V để sạc thiết bị và những cái nút bấm để đóng nhanh hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Đây, nút hầu đóng cốp từ phía bên trong hoặc là mở cốp từ bên trong. Một cái khoang nội thất phải nói là rất tương lai đấy ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong khoang nội thất luôn nhá. Đây, như các bạn có thể thấy là hình ảnh mà nhà trưng bày đang mô phỏng ở đây, đó là cái hàng ghế thứ hai của chiếc EV9 này thì có thể quay ngược lại. Hai hàng ghế này sẽ đối diện với nhau để có thể cả gia đình cùng trò chuyện ở trong những hành trình dài. Nhưng với cái vị trí và không gian của EV9 như thế này thì mình đánh giá là khi mà chúng ta quay cái ngược cái hàng ghế thứ hai lại thì cái khoảng để chân của người ngồi hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba sẽ không còn dư giả nữa. Đấy, đôi khi là với một cái kích thước xe này thì chúng ta sẽ phải được cái nọ và mất cái kia, phải có được cái sự hy sinh và được ở đây, đúng không ạ? Hàng ghế thứ ba của chiếc xe này thì mình theo mình đánh giá thì ngồi cũng khá là thoải mái đấy. Và những cái vị trí để cốc, để nước rồi để đồ các thứ hai bên này thì đều được trang bị rất là đầy đủ. Cổng sạc Type-C có xuống đến tận đây luôn. Và cái nút bấm này thì sẽ giúp chúng ta ra vào hàng ghế thứ ba dễ dàng hơn là khi chúng ta chuyển dịch được cái hàng ghế thứ hai. Đấy. Cửa sổ trời ở bên trên thì sẽ chia tách ra làm hai mảng. Và theo như mình thấy thì ở bên cửa sổ trời bên trên này thì có thể mở ra được này. Đấy. Ghế đằng sau thì được trang bị cả làm mát và sưởi ghế nhé. Nhưng mà những cái vị trí ở trên thành cửa như thế này thì những cái mảng ốp nhựa với sơn thì mình đánh giá chỗ này là vị trí này là không đẹp lắm. Nhìn nó chưa cho chúng ta cảm giác một cái mẫu xe gia đình cao cấp. Rất nhiều những cái vị trí được phối giữa da và vải. Ví dụ như là cái phần ốp màng loa này được làm bằng hợp kim nhôm này thì khá là đẹp này. Ví dụ như vị trí này thì lại là nhựa sơn thì mình không thích cái vị trí này. Ở hai bên táp bi cửa thì chúng ta sẽ có màn hình. Và đây chính là màn hình gương chiếu hậu luôn. Với cái màn hình gương chiếu hậu như thế này thì cái camera chiếu hậu thì chúng ta ngồi ở trong xe lái, cầm lái chúng ta sẽ có thể quan sát được cả hai bên. Và những cái vị trí ghế thì cũng được thiết kế theo cái thiên hướng tương lai. Với cái phần tựa đầu này được đẩy cao lên đây này. Với cái phần tựa đầu thiết kế như thế này
Và cái phần tựa đầu này được làm bằng vải đục lỗ nhé. Đấy, thì nó sẽ giúp chúng ta ngồi nó sẽ thoáng khí hơn. Và khi mà chúng ta ngồi vào cái vị trí ghế phụ hay là ghế lái thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự về cái công thái học tốt hơn. Đấy. Với một nút ấn ở đây thôi là chúng ta có thể kích hoạt luôn độ ngả của lưng ghế phía sau cũng như là nâng cái bệ đỡ chân ở đây lên. Bấm qua thông nút này, nâng bệ đỡ chân, chỉnh ghế, và ghế này được điều chỉnh rất nhiều hướng. Hiện tại thì rất tiếc chiếc xe này mình không có chìa khóa nên mình không biết là ghế này thì khả năng là sẽ không có massage đâu, mà sẽ chỉ có làm mát hoặc là sửa ghế thôi. Trên xe thì cái đèn viền nội thất được làm chìm, và những cái vị trí cải nội thất như thế này thì đều được thiết kế giữa nhựa, da và vải. Vải đang là cái vật liệu mà xu hướng về tương lai sẽ được sử dụng nhiều trên những cái mẫu xe, bởi vì nó mang cái yếu tố là thân thiện với người sử dụng. Có cái hệ thống camera hỗ trợ đỗ xe này, hỗ trợ xuống dốc này, auto hold này, tắt cảm biến này. Với cái xu hướng thiết kế hiện đại bây giờ của những mẫu xe Kia hay những mẫu xe Hyundai thì màn hình là đều dạng màn hình nằm ngang hết. Đấy, nối liền với nhau. Vô lăng thì được thiết kế không phải là dạng tròn mà theo kiểu gần gần như là hình vuông ấy. Bốn chấu khá là đẹp. Drive mode này, có cả terrain mode luôn. ADAS các thứ đầy đủ hết. Đây là phiên bản GT Line, thế cho nên là ở ngay trên ghế cũng sẽ có luôn cái phần logo của GT Line ở đây. Từ góc này các bạn cũng có thể quan sát luôn khoang phía sau. Rồi, mình sẽ ngồi thử hàng ghế thứ hai của chiếc xe này xem mà nó có thực sự là thoải mái hay không. Hàng ghế thứ hai thì vẫn được điều chỉnh cơ thôi, không có cái điều chỉnh điện. Nhưng mà nếu như mình đoán nhé, và như mình trải nghiệm ở đây ấy, thì nếu như mà người ngồi hàng ghế thứ hai này mà thoải mái thì cái vị trí hàng ghế thứ ba ở phía sau là cái phần đầu gối của người ngồi hàng ghế thứ ba là bắt đầu đã chạm vào cái phần lưng của hàng ghế thứ hai rồi. Thế cho nên là cái không gian này mình cảm nhận là nó không được thực sự quá là rộng rãi và thoải mái đâu. Đấy. Đây là những cái đèn nội thất để phục vụ cho việc quay chụp thôi. Cái này là kính cửa sổ trời thôi chứ không mở ra được. Mở ra này, đây là bàn này. Đấy, bàn để chúng ta có thể để đồ, để cốc nước các thứ. Đấy, và chúng ta đẩy cái này ra thì ở dưới đây là hộc đựng đồ. Hộc đựng đồ này hình như là không làm mát luôn ạ. Không có làm mát đâu ạ. Ngồi bên vị trí bên này thì có thể điều chỉnh được cái ghế phụ, tiến lên lùi xuống ngả các thứ đầy đủ hết ở đây. Cổng sạc Type-C thì có phần lưng ghế. Cái này là những chi tiết mà những cái mẫu xe như là Carnival rồi Sorento các thứ là hiện tại Việt Nam đang sử dụng hết rất nhiều cổng sạc ở vị trí này. Điều hòa thì điều chỉnh ở trên này. Vị trí ghế lái cũng được điều khiển điện rất là nhiều hướng với cái nút bấm ở đây để nâng cái bệ đỡ chân lên. Màn hình để nhìn gương chiếu hậu thì ngay đây. Chiếc ghế này thì bên này thì sẽ có nhiều cái tính năng hơn. Ví dụ là nhớ hai vị trí này, làm mát này, sưởi này, sưởi vô lăng này, và bật cái chế độ là massage ở ghế dành cho người lái thôi. Đây, chúng ta có thể điều chỉnh gương chiếu hậu các thứ ở đây. Thực ra là điều chỉnh camera chiếu hậu thì chính xác hơn ạ. Đây, mình sẽ cùng tiến vào bên trong. Tại vị trí ghế lái của chiếc xe này. Chiếc xe này thì cần số sẽ nằm ở đây. Với cái kiểu thiết kế cần số khá là to. Nút P này. Đấy, chúng ta vặn để chuyển số. Vặn để chuyển số. Và ở đây chúng ta ấn vào đây là chế độ EV hoàn toàn. Đấy, à đây. Mình kích hoạt được cái camera chiếu hậu ở đây để các bạn có thể quan sát rồi. Đây là camera chiếu hậu này. Ở bên ghế lái này. Và bên đây là camera chiếu hậu ở bên ghế phụ. Đó. Rồi chúng ta sẽ cùng quan sát một chút vào những cái màn hình các thứ của xe. Media, search, map, home. Ấn vào cái vị trí này là mặc dù là phím cứng, mặt phẳng cứng, nhưng mà ấn vào nó sẽ có sự rung nhẹ ở đây một chút để tạo chúng ta cảm giác ta đã chạm vào đúng cái nút mà chúng ta cần thiết. Đấy. Vehicle này, không được. Deep Slay này. Theo cá nhân mình thì mình thấy là cái màn hình này khá là mượt. Rất là mượt.
Màn hình ở sau vô lăng đồng hồ ô đô cũng vậy. Có thể điều chỉnh được, thay đổi được giao diện các thứ luôn. ADAS các thứ thì đầy đủ nha các bạn nhé. Xem nào, thử Drive Mode này. Có Eco, Normal, Sport và My Drive, tức là cài đặt theo ý muốn của các bạn ấy. Terrain thì có Snow, Map và Sand. Ấn thử vào Massage xem nào. Cái ghế này được thiết kế công thoái học khá là tốt, khiến cho mình ngồi vào mình có cái cảm giác là một chiếc ghế có được cái độ êm này, và cái kiểu độ ngả, rồi cái phần nệm ghế được thiết kế giúp mình khá là thoải mái. Và khi mà ngồi vào đây bật cái tính năng mà massage ấy, thì cái massage ở chiếc xe này nó lại theo cái thiên hướng gọi là nhẹ nhàng uyển chuyển, chứ nó không dùng những cái con lăn nó dội thẳng vào lưng. Đó, mà nó là bơm, túi bơm. Xu thế của tương lai đó là những mẫu xe điện, đó là những mẫu xe hybrid. Thì với EV9 này, các bạn có đánh giá như thế nào? Các bạn hãy để lại xuống ngay phía dưới phần comment nhé.